gấu chánh nó coi, trời ơi nó đi dí mèo kìa. Sao mà mày thích vậy á hả? Thích lắm luôn. Sao chị nhát thế, em biết được. Chị mà cho con chó nào ăn là con đó nó chết. Sát chó. Bao nhiêu con chó nó chết, bấy nhiêu con giờ trời. Chồng chị nuôi tự cho ăn, chị đâu có dám cho ăn nữa. Gọi là sát chó. Sóc ở nhà ấy. Bắt loài á. Chó phóc á. À, mày có biết con chó đây không? Đi quen quen. Gấu cho mấy người, người em ra. Chó, ui dồi ôi. Đi ra, nổi vô. Không phải đi. Ui dạ. Lên, nó không nghe. Nó mạnh. Nó không hiểu. Ông anh nó đang ham mèo. Nó mạnh lắm. Nhưng ui trời, nó không hiểu sao mà như thế. Hiểu nhưng mà ý là lúc này nó đang ghiền mèo. Đằng ơi bắn này đằng, bắn này, đằng ơi bắn này, bắn này. Em không thể. Mình biết cách rồi. Ý chị. Dư làm ngay không được đâu chị ơi. Dư làm ngay không được đâu. Dạ. Đi 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 đi